Mạnh Huy Hoàng của chúng ta ngày hôm nay đang có một trận đấu xuất sắc. Cầu thủ này đã cản phá được một tình huống dứt điểm ở trong tư thế đối mặt của Achit Pong, và giờ là cú đánh đầu của cao thủ Thái Lan. Cầu thủ đã lắc đầu trong bóng vừa rồi là Sentasit Suvanesit. Mặc dù theo dẫn dắt đối với cầu thủ bên phía UAE Thái Lan, nhưng Duy Cường vẫn để cho cầu thủ này đánh đầu dễ dàng. Có vẻ như cầu thủ bên phía UAE Việt Nam đã không thể tiếp tục thi đấu. Lương Duy Cường đã ra tín hiệu xin thay người. Các cổ động viên đang tiếp tục tiếp lửa dành cho các cầu thủ nhà. Và đang thừa thắng xông lên, đây là Phan Tuấn Tài. Minh Trọng được tung vào sân thì sức tấn công bên phía hành lang cánh trái tốt hơn rất nhiều so với hành lang cánh phải. Giống như trong hiệp 1, Văn Cường tấn công chủ yếu là cánh phải. Tấn công đến kết quả hòa cũng sẽ không giúp cho chúng có được vị trí nhất bảng B. Xin được nhắc lại với quý vị, nếu như chúng ta có được vị trí nhất bảng B thì đối thủ sẽ là đội bóng đứng nhì bảng A, đó là U22 Myanmar. Đội bóng thứ hai tại bảng B sẽ đối đầu với đội bóng đứng nhất bảng A là U22 Indonesia. Ở lứa cấp độ tuyển quốc gia thì thành tích của U22 Việt Nam, Việt Nam trên người Thái là không tốt, nhưng đặc biệt ở đấu U thì chúng ta đã có 6 trận đấu liên tiếp bất bại trước người Thái. Bóng vẫn còn trong sân. Không, như vậy là tiếng còi ạ. Thứ hai cho đến lúc này vẫn đang là rất suôn sẻ với thầy trò huấn luyện viên Philippe Jouzier. Và đã thổi phạt với cung đường 45.